Xin chào cả nhà đã trở lại kênh Thủy Hương Dừa. Thì hôm nay Thủy với mẹ, với Quyên, với Bảo cùng đi lên vườn của mẹ để mình gọc lá chuối để mẹ là về gói bánh đó các bạn. Thủy mời quý vị các bạn cùng đi với Thủy lên vườn với mẹ nha. Rồi đi xuống chuồng nè. Bảo sao? Nay Bảo đội non lá nha các bạn. Bà nội vô lấy gì đỏ nữa chứ. À, mình trước mắt mình đi lên vườn là phải lấy dao nè, rồi đặng chặt cái tàu lá để mà gốc ra, mình gốc tờ nắng này nè, mình phơi nó cho nó héo héo vút vút rồi mình về lao lại mấy gói bánh. Đây là cái xuồng của cha lúc trước, cha đặt lợp nè. Rồi cỡ này cha mắc yếu rồi, cha không có đặt lợp nữa. Cái xuồng này cũng mục rồi, cha kéo lên bờ để mà nó không có bị mục. Được không? Xí chào Bảo. Nay thì Bảo thì học giấc sáng nên giấc chiều này Bảo về, còn Vi thì học giấc chiều. Đứa học giấc sáng, đứa học giấc chiều. Rồi Quyên cũng học giấc sáng luôn các bạn. Nãy mới ngủ sáng. Mới ngủ hả? Rồi mình xuống chuồng đi nha các bạn. Giờ mình sẽ đi xuống chuồng thì mình mặc áo tay dài nha các bạn. Đi ngoài sông giấc giấc bây giờ là tới 3 giờ chiều rồi. 3 giờ chiều nắng lắm. Mình canh hổm thì không có canh bao nhiêu phút. Bây giờ mình sẽ canh cây cây rảnh là bơi cỡ bao nhiêu phút mới tới nha. Bây giờ là 3 giờ đó nha. Đây nãy giờ mình đi cũng hơn nửa đoạn đường rồi các bạn, cũng gần tới nhà của mẹ rồi. Thì đi tới khúc này là nó mát mát rượi luôn các bạn. Hello. Giờ mình cũng đã tới bờ rồi các bạn, tới nhà của mẹ rồi. Để coi đồng hồ là bây giờ là mấy giờ nha. Ô, 3 giờ rưỡi luôn. Là đi nửa xa. tiếng nửa tiếng đồng hồ. Đi xa quá ngủ. Là sao? Hả? Đi xa quá là sao? Mệt hả? Dẫn hai lên Bảo, rớt khẩu tang Bảo ơi. Mẹo nó tốn trong nhà rồi.
cái tên này á là nhà của mẹ vòng vòng đây là không có đi được, hai bên là vòng vòng là mương không à. Mình muốn đi là phải bắt cây cầu qua đây. Thường thường thì mẹ đi đường bộ á thì phải cái lộ bên mé bên đó các bạn, thì đi bộ qua đây có bắt cây cầu nhỏ có tay vịn nè, là đi đường này qua bên nhà của mẹ đi lội tùm lum hết trơn. Đây thì đây được mấy cây dừa mà dừa không có tái gì trơn á, có một hai cây có tái thôi đó. Bên đó có cây dừa bên bển rồi có tái nè. Đây là một bụi mái dầm. Đây dừa mẹ trồng được 3 bờ dừa. Còn như là bên đây là cam với bưởi không? Mấy đây là cam với bưởi. Bây giờ thì mẹ với mình với Bảo với Vi Quyên thì đi hái cam trước, rồi thôi mình sẽ qua bên bờ bên bển mình giật cái bùn dừa để về để dành mẹ kho thịt á với gọc lá luôn. Đây thì giờ mình ra hái cam trước nha các bạn. Các bạn cùng đi theo Thủy hái cam mình gọt mình ăn nha. Đây, nước lé đé cái mặt bờ luôn à. Ê nè nè mẹ. Nè. Ê kiến quá. Quyên Quyên, tái này nè Quyên. Tái đây chính rồi. Đó. Đâu chín được không? Ờ tới bự chảng kìa Quyên. Thấy không? Ừ. Đây, cái cam này là ngon lắm các bạn. Bảo hái được không? Bảo được không Bảo? Ờ gần lên. Rồi, hái đi. Hai tay. Cái này hai tay. Này bự quá. Hai tay tay kia cầm tới cam nữa à. Trời đứng luôn rồi tới. Đây tới cam này được nè mẹ. Đây đó đây nè. Ờ có cây quýt kìa. Có cây quýt kìa. Quýt chín kìa. Ô. Có cây quýt khoan khoan Nguyên. Chào mẹ Nguyên. Đâu hái? Đây nè. Quăng quăng xuống đó hái à. Cây quýt. Cây quýt này được 2 3 trái, 4 trái, đang trái rồi nè. Đây, đang trái này nè. Ồ, rớt rồi. Cái này chín hết rồi mẹ ơi. Cái này chín luôn á Quyên. Đây hai trái này chín hết luôn á. Bẻ nè. Yeah. Cái này nó chín rồi á. Nó tại nó nhỏ cái. Cái này là Bảo được hái cam với hái quýt. Đây là cây bưởi nè. Cây bưởi nó bự hơn cây cam, mà cây cam thì nó có tái trước. Tại vì bưởi nó lâu ngày tháng mới có tái các bạn. Ồ có cái trái cam này bự nè Quyên ơi. Hai tái nè, mà tái bự á.
mình thấy cái cây bưởi bên đây nó cũng có trái nữa nè. Ôi ôi canh nhiều quá ha. Cái gì Quyên? Đây. Ờ quá đừng luôn. Có hái Quyên đừng gì nè. Ăn lâu. Hái Quyên trái gì nè. Chắc cú dài nó lâu hư phải không ạ? Ờ đúng rồi. Chắc cú dài với ngoan lâu hư. Đây nó nè. Bả. Đừng đừng đây để nó cắt ra. Nè cũng cầm đưa bỏ cho đi thì cũng hay. Ôi, còn tái bự chả tên chín luôn rồi mẹ ơi. Sao quằn xuống hái lộ rồi nè. Đi chơi chị hay con. Đây phải không? Nè, hả đó. Bà tái luôn á. Mẹ thắm tái rồi. Đây. Kim Quyên quằn ở đó để em. Đây. Nó lùn quá mẹ. Rồi con hái cái tên đi. Rồi chín đỏ tên này. À, mình hái cam về rất xưa này nè. Mình quậy nước cam rồi hả? Con quằn cái nhánh nhỏ Quyên. Được được không con, mẹ con quằn ơi, mẹ con cầm đi mẹ qua hái cho. Con cầm cái mẹ hái. Cầm đi. Hả? Ê mẹ phụ con mẹ. Cái mùa này á, cam vậy mình phải hái đi, không hái chừng vài bữa nữa sẽ rụng, cam nó không có ngon được, ngon nó bị rụng xuống đất chừng dài hai ba bữa là nó bị nước cam nó chua các bạn, mình phải hái trước uống nước cam nó thơm mà nó ngọt nữa. Mình hái cam về mình sẽ làm sinh tố cam nha các bạn. Đây bưởi thì cũng có bưởi non có trái rồi nè, được 3 trái. Đây là cái bông bưởi nè các bạn, bông bưởi nhỏ nè, đây được 3 trái. Ồ đây nè, bông nhóc cái tên nè các bạn ơi. Đây bông bưởi nè, bông bưởi màu trắng đẹp lắm. Đây. Cái cam này được 5 trái hả mẹ? Không biết nữa. 5 trái đó. 5 trái. Cắt hết nha. 6 trái. Ở chín hết trơn rồi. Tại vì vườn này lâu lâu mẹ mới lên. Mình không cắt người ta hái hết. Cái gì đâu đó. Gai. Gai đâm. Đây là cái bông bưởi nè. Bông bưởi này thơm thơm mùi dễ chịu lắm các bạn. Hả? Bưởi ra bông vậy là khoảng bao nhiêu lâu mới mình có rải phân không mẹ? Mưa xuống mình rải được. Thấy vậy đủ rồi. Hả? Thấy vậy đủ rồi. Đủ rồi, đâu được vỏ nè. Đủ lắm luôn á, bị hôm bữa nắng nè. Dạ đúng rồi. Ê đựng vỏ, bành cái vỏ ra Quyên. Ừ. Nữa rồi, còn bò nữa qua bò. Ồ, nó chín gọ hết trơn rồi. Mình cũng coi cái nào bò nào chín mình hái hết rồi mẹ ơi. Kêu hậu lên cắt. Sao Bảo? Mình về làm nước cam uống không Bảo? Bây giờ mình sẽ đi giật dừa. Giật dừa nạo để lấy nước kho thịt á, với đi gọc lá nha các bạn. Đây được cây lá cách non mẹ. Nè. Để đi. Nhờ Quyên lọc tí quýt thử thì ngọt không Quyên. Mẹ bơi xuồng qua mé bên đây á để
mà giật lá lá chuối. Quýt nữa nó thơm lắm, lột cái vỏ là nó bay mùi xa lắm, cỡ mấy cây cây số cũng còn nghe mùi quýt. Bả ăn quýt không? Đâu đưa tới quýt thì Nguyên. Quýt ngon quá. Thơm xuống. Nhỏ mà. Ta luôn vô luôn. Ngon vậy. Thơm xuống nè, thơm xuống. Con nhỏ à. Nhỏ à. Lên đò. Ai lên đò không? Lên mấy bảo. Đây đây nè, mẹ lủi lủi cái mũi vô đây nè. Nào, tách ra tới quýt ăn thử ngọt không? Con nha. Rồi, thì mời các bạn cùng dùng quýt với mình nha. Quýt nó ngọt nè. Đây thì bên bờ này mình thấy có mấy vịt chim của nhà của kế bên đó, nhà tuốt bên đó đó các bạn. Nó đi qua tới đây luôn. Vịt chim. Đâu? Giờ mẹ giật cây dừa này nè. Cây dừa này là tái nó nhỏ mà nó sai. Dừa này kêu bằng dừa sim hay sao mẹ? Sim lai. Sim lai nó tái nó cũng hơi bự hơn tái dừa sim lùn á. Thấy cu liêm à. Luôn hoài luôn. Giờ tát nhỏ nhỏ không mẹ? Dưa chim này nó ngọt. Được cái quà này được 3 tái. Cái này nó mặn, tái ít lắm. Nhiều lắm. Bùn này được 4 trái. Ơi mẹ mẹ, thôi đi để con ai con leo cho. Con leo chặt nha. Cái bùn này khô nè mẹ. Đây mình có một bùn vừa khô nè các bạn. Con bùn à. Giật vừa đó, vừa cứng là vừa nạo. Đây được cái bữa non. À như là giật dừa gám đặng xào nhân luôn phải không? À để thôi mình coi cái buồng nào mình chặt nguyên buồng á. Vậy chứ nó còn xanh đó mẹ ơi. Còn xanh nè mình. Rồi. Hả? Giật được không? Chuột khoét hết rồi. Chuột khoét hết rồi. Ê.
con chuột nó khoét nguyên cái quà dừa này hết trơn các bạn. Có ba tái mà nó giật, nó khoét hết luôn. À, bên kia thì ganh đất của người ta, mẹ có chung quanh mấy anh đây à, mà bờ nó không có được liền, nó từ bờ nhỏ vậy à. Cù liềm đấy nó bị cũ rồi, giật cũng khó khăn. Thì bây giờ mình sẽ đeo dừa, mình đặt nguyên cái quài dừa đây xuống các bạn. À, hồi nhỏ mình cũng có biết leo dừa, bây giờ mình leo là trở lại cây được không? Con leo mẹ đưa cái con dao cho con nha. Nhưng nếu mà mẹ leo mẹ đưa tới mẹ đưa một cái cây luôn. Tới mà. À, leo dừa là vậy đó, dừa thấp thì mình leo dễ, còn ở dừa cao á là mình leo nó hơi mỏi chân thôi, không có gì hết. Đây mình chặt nha. Ngoài nguyên vài dừa nè, để mẹ xách cho con. Thì khoan để bảo rồi mẹ đếm mấy trái bảo. Một, con đếm rồi, đếm rồi mấy trái. Ừ, phải không? Phải ba tái không? Giỏi quá ta. Rồi, để mẹ sắp lên sẵn. Thì bây giờ mẹ giật tàu lá để đem về gói bánh rồi các bạn. Cây chuối đây. Chuối này giật được mấy tàu mẹ? Đây, ba. Chắc hết luôn đi chứ giật. Thiếu. Cây chuối này thì nó nước mặn nó cũng không có buồn nè. Nên nó mình cắt lá đi rồi nó ra đọt khác. Cái tàu nó gấp nhiều quá mẹ. Phải gấp hai tàu bên kia kìa. Bây giờ mặn quá rồi, cuốn nó chết hết. Đây, thì sau khi mẹ cắt cái tàu lá này xuống, rồi mình lấy con dao mình gọc cái này xì ra, cái lá nó ra. Gọc ra rồi cái mình phơi cho nó héo, nó hơi héo héo á, cái mình lấy nồi lao, cái khăn á mình lao cho sạch. Rồi xé cho nó cỡ mình gói bánh được. Gói một cái bánh ít á. Một cái bánh ít giờ mình ăn không hết, muốn không hết luôn mà ta kêu bằng bánh ít. Ờ tới cam ngon Nguyên. Bảo đợi anh chị hai gọt lột tới cam ăn hả? Đây tàu chuối này nó tàu chuối này ngon nè mẹ, tàu chuối này không có bị gách nè. Mình giật lá thì mình lựa mấy tàu chuối nó nguyên vậy nè, đặng gói nhiều cái bánh. Chứ mà tàu lá nó bị gách rồi, lá nó tí tí không rồi mình không có gói được. Ê, cái cam này ngon lắm. Cam này không có bị khô nè, nước nhiều lắm, rồi nó vàng ươm luôn, ngon lắm. Cái cam này ngọt. Bảo ăn không? Hả? Ăn không? Ừ. Ồ, ngon quá. Sao cho mẹ ăn muối rồi. Này, cái cam này à, nước dữ lắm luôn. Nhìn là mắt thèm ăn. Cam này theo mình ăn về khỏi mà quậy đường ha mẹ. Nó cũng ngọt nữa, cam này. Lột cho mẹ ăn muối luôn đi, lột ra luôn á. Bảo ăn rồi.
Ngon không? Sao? Giờ để đây ha. Để đây mình nhặt hơi lên cắt. Có chuông. Ngon không bắp? Ôi ơi. Ừ, ngọt. Ngọt mà. Ngọt mà. Ừ. Ở lá thì nhà mẹ cũng có gọc vài tàu lá. Bữa nay thì chủ yếu mình lên mình gọc thêm với là vực dừa để về nạo xào nhân bánh á. Bánh bánh ít á thì phải có nhân dừa 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 mà hơi gám gám mình nạo á, nó rồi mình bầm ra mình xào với đường nè, rồi đậu phộng để cho nó thơm rồi mình mới gói bánh. Mẹ gặp một bờ bên kia thì mình thấy có buồng chuối nó bị gãy cổ xuống nè, thì mẹ nói thôi đốn buồng chuối thì đem về. Đây là chuối sim á, chuối sim ngon lắm. Chuối sim mình vú rồi mình gói bánh bánh tét cũng được luôn. Đây nó bị gãy, nó cụp cái một khúc này xuống nè, nặng quá. Bên đây thì mẹ trồng chuối sim với dừa. Và năm nay thì dừa nó, cái bờ ở đây là dừa tái nhỏ 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 không phải không mẹ? Ờ mà mình kêu là dừa sim lai hả? Thì mình gọc nhiêu đá rồi, với ở nhà đủ không mẹ? Chắc đủ, còn khi em qua mình vào kia nữa con. Vậy là sau khi mẹ chặt tàu lá ra rồi mình gốc ra vậy á, mình gốc chừa cái yếm của nó, mình đừng có gốc mà sát cái lá nó, mình gói bánh nó bị tét hết à. Gốc ra tàu vậy cái mình phơi mình lao mình xé rồi mới gói bánh các bạn. Làm gì Vi? Ô Viên, con làm gì vậy? Rửa gì? Rửa tay hả? Rửa chân nữa. Đây là cái cầu đường qua bên nhà mẹ, bển nhà mẹ nè. Đây cầu có chút xíu vậy nè. Mà giờ nó nước bị ngập rồi. Đó, đi theo cái cầu nhỏ này thẳng qua. Quyên uống nước dừa không Quyên? Uống không? Uống mẹ chặt ra. Uống nước dừa không bà? Uống. Chim thì có chim mẹ. Hả? Rửa này ạ. Rửa chi con? Rửa cho sạch. Đừng rửa, bỏ đây. Bỏ đây mà quá. Chặt cái dừa nha. Bảo biết uống nước dừa không? Đây hút uống. Hút này đâu có hút đâu. Mời quý vị các bạn cùng uống nước dừa với Thủy nha. À, để mẹ chặt tí nữa. Ngọt mà. Ngon hả? Mm-hmm.
clip của Thủy đến đây đã hết. Thủy mong cả nhà đăng ký và chia sẻ cho Thủy nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.